Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 18 cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Truân của tác giả Nguyễn Như Phong. Từ sau hôm biết mình bị gạt ra khỏi danh sách ứng cử viên chủ tịch quận khoa tới, tính tình của Nhật Chiêu thay đổi hẳn. Hơi một tí là cáu bẩn, nhiều lúc anh ta nói năng rất thô tục. Đây là điều làm cho Diệu Linh hết sức ngạc nhiên. Cô không hiểu nổi tại sao một người được ăn học tử tế, sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia phong và có truyền thống như thế, mà lại nói năng thiếu tế nhị và thô tục như vậy. Diệu Linh nhớ có một buổi chiều, hai vợ chồng đi tập thể dục ở ven hồ. Bỗng có một cháu bé đang tập đi xe đạp, chẳng hiểu tại sao lại đâm vào từ phía sau Nhật Chiêu. Anh ta túm lấy con bé, véo tai nó và nói: "Cái con ranh này, mày có mắt không mà đi như mù thế?" Con bé sợ quá nói: Cháu xin lỗi bác." Nhật Chiêu nói: Bác cháu cháu cái gì, cút ngay đi, đường này không phải đường để cho chúng mày tập xe nhé." Nghe cách nói của Nhật Chiêu, Diệu Linh bực mình. Sao anh nỡ nói với cháu bé như thế? Cháu nó còn bé, nó lỡ như thế và đã xin lỗi rồi thì nhắc nhở cháu đi cẩn thận, việc gì phải gay gắt với nó như vậy. Chiêu canh ngoắt sang Diệu Linh: "Thôi thôi, cô không phải bênh vực, các cô sống tự do quen rồi, chẳng có kỷ cương nề nếp gì cả." Diệu Linh bực mình: "Anh bảo không có kỷ cương, nề nếp là như thế nào? Sao tự nhiên lại chuyện nọ sọ chuyện kia thế?" "Vâng, cô nề nếp thế nào thì tôi biết cả rồi." Nói xong Nhật Chiêu đi luôn. Diệu Linh bực mình quay về. Tối hôm ấy, Nhật Chiêu hậm hực: "Cả nghĩ cả cay lão quốc, đúng là mình đi chậm hơn mấy thằng kia." Nói rồi, Nhật Chiêu quay sang đay nghiến Diệu Linh: "Mà việc này là tại em đấy. Anh đã bảo rồi, lẽ ra người ta đã tạo điều kiện cơ hội cho em đến nhà để dạy học cho con lão, thì em phải bám thật chặt, gây dựng tình cảm cho tốt. Đấy, cái đám kia kìa, chẳng hiểu chúng mất đi đường nào, mà bây giờ ông ấy quay sang ủng hộ chúng nó, còn mình thì không ủng hộ." Diệu Linh nói: "Chuyện chính trường của các anh, em biết đâu được đấy. Tại sao bây giờ anh lại quay sang trách em chuyện này nhỉ? Nếu như anh có uy tín thực sự, anh được người ta nể trọng thực sự, thì phiếu bầu phải thể hiện ngay." Nhật Chiêu đấm bàn dầm một tiếng: "Cô im đi. Cô nói cứ như sách ấy, hệt như cái lão bí thư ấy. Mà tôi thấy giọng cô với giọng lão dạo này cũng giống nhau đấy. Hay là hai người đã bàn bạc nói gì với nhau rồi?" Diệu Linh đặt mạnh bát cơm xuống bàn: "Anh Chiêu ạ, anh nên ăn nói cho nó cẩn thận. Anh xúc phạm em đã là quá đáng rồi, nhưng đề nghị anh đừng xúc phạm anh Quốc. Anh ấy là người tử tế, đứng đắn đấy." Nhật Chiêu nói: "À, bây giờ các người bênh nhau có phải không? Thảo nào, tôi biết ngay mà, tôi đã linh cảm thấy hai người có chuyện rồi." Diệu Linh sững sờ nhìn Chiêu: "Tại sao anh không bao giờ nghĩ tốt được về người khác một chút thế nhỉ? Chẳng lẽ anh lại nghĩ rằng tôi đến đấy để làm mỹ nhân kế à?" Nhật Chiêu nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt nảy lửa: "Thôi, cô không phải giả mồm. Tôi còn lạ gì cái cuộc sống tình ái của những cô người mẫu hoa hậu nữa." Đến nước này, Diệu Linh cũng không chịu nổi nữa: "Nếu như anh thấy rằng sống với tôi khó chịu quá thì chúng ta cũng chưa đăng ký kết hôn đâu." Nhật Chiêu nói: "Cô không phải thách." Bỗng nhiên nói đến đó, Diệu Linh cảm thấy không chịu nổi nữa. Diệu Linh chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cô bàng hoàng nhận ra mình đã có thai. Diệu Linh vừa quay ra thì Chiêu nhìn chằm chằm vào cô và nói: "Em nghén rồi đúng không?" Diệu Linh nói: "Chắc là thế." Nhật Chiêu hỏi tiếp: "Thế thì phải giữ gìn, mà được mấy tháng rồi?" "Chắc cũng chỉ được một tháng thôi." "Thế đã biết là trai hay gái chưa?" Nhật Chiêu hỏi. Diệu Linh nói: "Mới thì làm sao mà biết được trai hay gái?" Nhìn thái độ lạnh lùng của Chiêu về tin Diệu Linh có bầu, Diệu Linh nghĩ ngay đến một tình huống là anh ta sẽ giở trò gì đó. Quả nhiên một lúc sau, Chiêu ra nói với cô: "Em nên đi lễ chùa, xin trời Phật phù hộ cho đứa bé." Diệu Linh hỏi: "Thế nếu như là con trai thì anh định đặt tên là gì?" Nhật Chiêu ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói: "Thì phải xem nó có phải là con mình không đã chứ." Diệu Linh tái mặt, cô đứng phắt dậy và nói: "Trời ạ, tôi không ngờ anh lại ăn nói khốn nạn như vậy. Hóa ra bấy lâu nay anh nghĩ tôi bồ bịch à? Thế nên anh mới nghĩ đứa con trong bụng này không phải là con của anh phải không?" Nhật Chiêu lúng túng: "À, đấy là anh nói đùa. Nhưng thời buổi này không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào điều gì cả. Em thấy đấy, có những người vừa hôm trước còn lên diễn đàn khoe mẽ, đủ các lời hay ý đẹp, hôm sau đã bị bắt vào tù.
Có trường hợp cô hoa hậu nào đó đăng quang sau em 1-2 năm gì đấy, lấy một thằng bị bắt vào tù vì tội buôn lậu trốn thuế. Cô ta tuyên bố với báo giới rằng tôi sẽ trung thành với anh, rồi tôi sẽ mang cơm đến nuôi anh ấy trong thời gian anh ấy thụ án. Nhưng mà rồi nó lừa ông ấy giao hết tài sản cơ nghiệp cho nó, sau đó nó mang vào tù cho cái đơn ly hôn. Khi anh ta ra tù thì tay trắng. Lại có chuyện một ông thứ trưởng lấy được cô vợ trẻ. Ai cũng khen là đến tuổi ấy rồi mà sao còn lấy được cô vợ trẻ đẹp thế. Đi đâu cũng cặp kè rất díu. Đến lúc đẻ con ra, mấy đứa con của vợ trước nghi ngờ, đòi mang con đi giám định ADN, thì lại lòi ra là con người khác. Diệu Linh nghiến răng nói, trời, hóa ra là anh nghĩ như vậy đấy. Nếu anh nghĩ như thế, thì chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Nhật Chiêu nói rành rọt, em cứ yên tâm, đừng nghĩ đến cái gì xa quá. Cứ đẻ con ra, rồi đi giám định ADN. Nếu nó đúng là con anh, thì cơ nghiệp, nhà cửa, tài sản này đều thuộc về con anh. Nhưng nếu không phải, thì tất nhiên là anh chẳng cần phải có trách nhiệm gì cả. Diệu Linh bỏ lên nhà, úp mặt xuống gối khóc nức nở. Nghe những lời nói bạc bẽo lạnh lùng và độc ác của Nhật Chiêu, Diệu Linh thấy giận mình vô cùng. Chẳng hiểu cô đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại lấy anh ta. Sáng sớm hôm sau, một việc quan trọng xảy ra trong đời Diệu Linh. Buổi sáng, Diệu Linh ăn sáng xong, Nhật Chiêu vừa đi làm thì có điện thoại của Mộc Miên gọi tới. Mộc Miên nói, Diệu Linh à, cái Hoa ở công ty mình bị ốm nặng, đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Diệu Linh nói, ôi thế à, để lát em vào thăm, nó nằm ở viện nào thế chị? Nó đang nằm cấp cứu ở khoa hô hấp, bệnh viện Bạch Mai. Bây giờ chị vào đi, nghe bác sĩ nói rằng nó khó qua lắm. Diệu Linh sấp ngửa, vội vàng gọi ông lái xe già đến đưa cô vào bệnh viện. Người lái xe đón cô và nói vui vẻ. Xin chúc mừng cô, sáng nay tôi nghe anh Triều nói cô có bầu rồi. Thế nên từ giờ cô phải cẩn thận giữ gìn. Cô đừng đi taxi nữa, có gì cô cứ gọi tôi. Diệu Linh nói, dạ vâng ạ. Xe chở Diệu Linh vào bệnh viện. Vừa vào đến nơi thì người lái xe có điện thoại của Triều. Chỉ thấy ông cứ vâng vâng dạ dạ và nói, vâng, tôi sẽ nói với chị ấy, rồi tôi về ngay. Người lái xe quay ra với Diệu Linh. Cô ạ, không biết chú ấy có việc gì cần đi đâu gấp, chú ấy không muốn sử dụng xe công. Tôi phải về chở chú ấy đi. Cô cứ ở đây thăm bạn, rồi lát nữa cô chịu khó đi taxi về nhé. Diệu Linh nói, dạ vâng, bác cứ đi về đi, lát nữa thăm bạn xong em sẽ tự về. Diệu Linh vào thăm Hoa đang nằm trong phòng cấp cứu, lúc ấy Hoa đã mê man không biết gì nữa. Diệu Linh sững người khi thấy bên giường bên cạnh, sư thầy Đàm Tuệ Minh cũng đang ngồi cạnh một phụ nữ đứng tuổi đang nằm cấp cứu và thở oxy. Nhìn thấy sư thầy, Diệu Linh lại gần và hỏi, em chào chị. Chị cũng đến trong người bệnh ạ. Sư thầy trả lời, ừ, đúng rồi. Chị này ngày xưa ở cùng đơn vị với chị. Chắc là chị từ giờ đến chiều là chị ấy đi thôi. Chị có mặt ở đây để giúp chị ấy đi được thanh thản. Diệu Linh ngạc nhiên hỏi, sao? Chị nói là giúp chị ấy đi thanh thản nghĩa là thế nào? Sư thầy nói, khi người ta mất, có nghĩa là cái thể xác này không còn chứa đựng được linh hồn của người ta nữa. Linh hồn của người ta buộc phải rời bỏ thể xác, ra đi, để tìm một sự sinh mới. Nhưng linh hồn ấy sẽ cứ luẩn quẩn quanh cái xác phàm này. Thế nên chị ở đây, để giúp linh hồn chị ấy sớm tìm được nơi ở mới, và để chị ấy ra đi được nhẹ nhàng. Nói gì thì nói, con người ta cũng luyến tiếc trần thế lắm chứ. Thế rồi sư thầy quay sang nhìn Hoa ở giường bên và nói, người nằm đấy là bạn của em à? Dạ vâng ạ, cô ấy ở cùng công ty với em. Sư thầy Đàm Tuệ Minh quay sang, nhìn chăm chú vào Hoa đang nằm thiêm thiếp ở trên giường bệnh. Ánh mắt sư thầy rất lạ. Sư thầy nhắm mắt vào một lát rồi mở mắt ra và nói, cô yên tâm, cô ấy sẽ qua khỏi thôi. Diệu Linh nói, em vừa nghe bác sĩ nói chắc chỉ vài ba hôm nữa, các bác sĩ bảo nặng lắm rồi. Sư thầy lắc đầu, không, chị không nhìn thấy cái chết của cô ấy đâu. Em cứ yên tâm, chỉ vài ba ngày nữa sẽ khỏe dần. Còn bao giờ cô ấy khỏe hẳn thì đưa cô ấy đến chùa, chị sẽ cho thuốc và giúp. Diệu Linh vừa vàng chạy ra chỗ mẹ Hoa đang ngồi sụt sùi khóc vì thương con. Cô nói với bà, bác ơi, bác yên tâm đi. Sư thầy Đàm Tuệ Minh đang ở trong kia, vừa xem cho Hoa và nói gia đình cứ bình tĩnh. Vài ba ngày nữa là Hoa phục hồi dần, rồi sẽ khỏe. Mẹ Hoa lắc đầu, không đâu, bác chẳng tin mấy chuyện bói toán lằng nhằng ấy. Các bác sĩ ở đây đã tiên liệu rồi, họ còn nói là có điều kiện thì đưa nó về để nó mất ở nhà. Diệu Linh nói, không bác ơi, sư thầy này giỏi lắm, không phải là bói toán đâu. Sư thầy có thể nhìn trước được sự sống và cái chết của mỗi người đấy bác ạ. Mẹ Hoa vẫn không tin. Thôi cháu ơi, đừng an ủi bác nữa. Mấy thầy xem cũng bảo mệnh của nó đến tháng này là tuyệt.
Biết là có nói nữa cũng chẳng ích gì với mẹ của Hoa, Diệu Linh vào trong giường ngồi và nắm tay bạn. Trong khi đó, sư thầy vẫn lẩm nhẩm tụng kinh. Diệu Linh ngồi một lúc lâu rồi ra chào sư thầy. Chị ạ, xin phép chị, em về. Sư thầy quay ra nhìn Diệu Linh và nói, em à, em ra ngoài này, chị nói chuyện với em một lát. Hai người đi ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Sư thầy nói, em sẽ sinh con gái đấy. Diệu Linh ngạc nhiên hỏi, sao chị biết em sinh con gái? Sư thầy nói, khi em vào, chị đã nhìn thấy cháu bé rồi. Có cháu sinh ra thì em sẽ đỡ nhiều. Nhưng từ nay đến lúc ấy em sẽ rất vất vả. Em sẽ có rất nhiều chuyện không ngại ập xuống đầu em. Em phải thật bình tĩnh. Em có nhớ không? Lần trước gặp nhau em đã bảo sẽ đến họp chị. Nhưng chị nói là chưa phải lúc. Cái gì phải đến thì tự nhiên sẽ đến. Hôm nay là tự nhiên chúng mình gặp nhau ở đây. Thôi, vài ngày nữa em đến chùa. Chị sẽ giúp em. Diệu Linh nói, chị nhìn thấy tới đây trong cuộc sống của em xấu lắm à? Sư thầy nói, tới đây em sẽ còn phải chịu đựng những điều nặng nề hơn rất nhiều so với những gì đã xảy ra trước đây. Nhưng thôi, tất cả rồi sẽ qua. Thôi em về đi, mấy hôm nữa đến chùa gặp chị nhé. Người lái xe quay về đón Nhật Chiêu để đi đến gặp một nhóm buôn bán bất động sản. Xe vừa chạy, Nhật Chiêu hỏi người lái xe, thế nào, hôm nay có đúng là ông đưa nó vào bệnh viện không? Người lái xe nói, dạ vâng đúng ạ. Hôm nay tôi đưa cô ấy vào bệnh viện thăm một người bạn ở cùng công ty, nghe nói là không qua khỏi. Nhật Chiêu hỏi, này, tôi hỏi thật bác nhé, thế những lần đưa nó đến nhà ông Quốc dạy đàn, lúc về bác có nhìn thấy nó có thái độ gì khác lạ không? Người lái xe nói, ý anh khác lạ là như thế nào ạ? Nhật Chiêu nói, thì ví dụ như là vui vẻ, tươi hớn hớn hay là buồn phiền gì đó chẳng hạn. Người lái xe nói, cái đó thì thú thực là tôi cũng không để ý, tôi chỉ ngồi trong xe. Đến lúc cô ấy gõ cửa xe thì tôi mới biết thôi ạ. Đang nói chuyện, bỗng điện thoại của Chiêu đổ chuông. Đầu dây bên kia nói điều gì đó, sau đó Chiêu năn nỉ. Thôi thôi xin chú, cái khoản nợ ấy rồi tôi anh sẽ thu xếp. Anh sẽ bán nhà đi trả nợ chú là được chứ gì. Cái khoản tiền chú đưa cho anh không thực hiện được với chú, thì anh sẽ cố gắng hoàn trả, chú không phải lo. Chiêu dập máy. Một lát sau lại có điện thoại, tiếng của Chiêu. Này thằng em, mày có thể thu xếp cho anh mượn khoảng 500.000 đô được không? Tiếng người từ đầu dây bên kia. Ông anh ơi, ông cứ làm như em in được tiền ấy. 500 ngàn đô thì lấy đâu ra? Chiêu nói, tới đây anh sẽ dành cho mày 3 hectare đất gần đường Vành Đai 4. Chỗ đấy quá ngon còn gì nữa. Mày xem quy hoạch rồi đấy. Tiếng từ đầu dây bên kia. Này ông anh phải cẩn thận đấy nhá. Thành phố chuẩn bị có quy hoạch mới rồi. Tất cả các dự án ven đường Vành Đai 4 phải dừng hết. Em không tin dự án ấy thành công đâu. Còn tiền thì em cũng chẳng còn tiền để trông anh vay 500 ngàn đô. Mà em cũng nói luôn, em đang rất cần tiền. Khoản lần trước em đưa cho ông anh không thực hiện được lời hứa với em thì ông anh cũng thu xếp trả cho em đi. Chiêu nói, không, cái đấy anh thực hiện được. Nó chậm một chút thôi, chú mày để cho anh từ từ đã. Tiếng đầu dây bên kia cáu gắt. Mồm ông anh như là sẹo gỗ ấy. Ông anh cứ hứa lên hứa xuống. Em biết rồi. Bữa đấy ông anh lấy của bọn em mười mấy tỷ, rồi lại nhận của bọn công ty bất động sản Hoàng Hưng hơn 2 triệu đô đúng không? Chiêu nói, làm gì có chuyện anh nhận của bọn nó 2 triệu đô. Người đăng kia cười khẩy rồi nói, này, ông phó chủ tịch quận, tôi nói cho ông biết, ông là quan chức ăn bổng lộc, tiền ông có phải là ít. Ông bao gái cờ bạc, rồi làm ăn thua lỗ chỗ nọ chỗ kia. Đừng tưởng chúng tôi không biết gì. Tôi nói cho ông biết, hồn hồn thì trả chỗ tiền kia đi, đừng để chúng tôi lôi ông ra công an. Lúc đấy thì không còn ra cái gì đâu. Chiêu rửa mặt, à, hôm nay mày dọa anh đấy à? Đấy, mày có giỏi thì đưa ra công an đi. Mày có chứng cứ thì mày cứ đưa ra công an đi. Nếu mày có chứng cứ tao ăn tiền thì cứ nộp lên. Tiếng từ đầu dây bên kia. Vâng, ông phó chủ tịch không phải thách nhà giàu húp tương. Thưa với ông là tất cả những lần đưa tiền cho ông, chúng tôi đều có quay phim và băng ghi âm. Ông tưởng ăn tiền của chúng tôi là dễ à? Chiêu tái mặt xuống nước. À, thế hóa ra chúng mày cũng thủ đoạn với anh quá. Thôi được rồi, tới đây anh bán cái nhà với 2 lô đất của anh thì thừa tiền trả chúng mày, được chưa? Tiếng ở đầu dây bên kia như ra lệnh. Cái đấy thì kệ ông anh. Ông anh bán nhà bán cửa, bán vợ bán con gì thì tùy. Nhưng tôi nói để cho ông anh biết nhé. Đúng giờ này ngày này một tháng nữa mà ông không đưa trả chúng tôi số tiền ấy, thì đừng trách bọn chúng tôi can tẩu do mắng. Nói xong đầu dây bên kia ngắt máy một cách phũ phàng. Chiêu ngồi thừa người ra rồi lẩm bẩm. Mẹ, bọn này mất dạy thật. Mình giúp chúng nó như thế, mà bây giờ chúng nó quay ngoắt lại trở mặt với mình. Xe đưa Chiêu ra một nhà nghỉ ở ngoại thành. Ở đó có 3 người đang ngồi chờ sẵn.
Trong đó có một người mà nhìn mặt đã thấy rõ ràng không lương thiện gì cả. Cổ hắn đeo một sợi dây xích vàng chóe, rễ và đến hai cây vàng ở cổ. Tay cũng đeo đồng hồ vàng, xích vàng, kính cũng gọng vàng. Nhật Chiêu vào, một người đứng lên nói, sao đến muộn thế? Nhật Chiêu nói, sáng hôm nay phải hoãn họp, mà tôi có dám lấy xe công đi đâu, tôi phải lấy xe nhà đi đấy. Người đó cười khẩy, nghe nói ông cũng không được vào danh sách ứng cử viên cái chức chủ tịch quận rồi, thì việc gì phải giữ thể diện nữa. Cứ ăn, cứ chơi, cứ tiêu, cứ phá đi. Coi như làm đến chức phó chủ tịch quận thế này là oách nhất họ rồi. Thôi, hôm nay chúng tôi cũng không có nhiều thời gian. Bây giờ chúng tôi muốn hỏi ông một việc. Tại sao ông đã nhận tiền của chúng tôi trong dự án khu đô thị ở Vành Đai 4 rồi, mà còn ăn tiền của bên công ty Hoàng Hưng nữa? Chiêu nói, thông tin ở đâu mà các ông nói rằng tôi ăn tiền của bên Hoàng Hưng? Gã đeo dây chuyền vàng gỡ cặp kính dâm xuống nhìn Chiêu và nói, này ông Chiêu ạ, mấy năm nay chúng tôi đi cùng ông, cùng phụng ông, làm ăn với ông rất sòng phẳng, chưa bao giờ chúng tôi để ông thiệt cái gì. Nhưng đến vụ vừa rồi, chúng tôi thấy ông quá bẩn. Hôm nay anh em mình gặp nhau ở đây, chúng tôi nói cho ông biết. Thứ nhất là ông phải tống cổ cái bọn kia ra ngay khỏi dự án đó. Và hôm nay ông phải trả lời dứt khoát với chúng tôi. Nếu như dự án ấy không về tay chúng tôi, thì hôm nào ông trả lại số tiền đó cho chúng tôi. Chiêu lúng túng một lát rồi nói, thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng để dự án này cho các ông. Một người lớn tuổi trong đám đó nói với Chiêu, này, tôi hỏi thật nhá, tiền ông để đi đâu? Ông tiêu gì mà lắm thế? Chiêu thở dài, vừa rồi tôi nghe mấy thằng ở mấy tổng công ty cũng mua cổ phần cổ phiếu của chúng nó. Mà các ông thấy đấy, lúc mua thì có cổ phiếu 30, bây giờ thì còn có 7-8, có những cổ phiếu lúc mua với giá 15 thì bây giờ còn có 2-3. Thế thì chẳng chết. Một người nói như rít lên, ngày xưa bằng tiếng là học đại học kinh tế, làm phó chủ tịch quận phụ trách xây dựng cơ bản, mà làm ăn cái kiểu rốt nát thế. Tôi đã khuyến cáo ông từ lâu rồi là đừng dây vào mấy chuyện cổ phiếu với bất động sản mà ông không nghe. Cái thị trường bất động sản với cổ phiếu này thăng trầm thế nào là ở tay chúng tôi. Tôi cho tăng thì nó được tăng, tôi bắt giảm là nó phải giảm. Đã khuyến cáo nhiều lần rồi mà ông không nghe, cứ tham lam vớ vẩn. Còn chuyện mua căn nhà nữa, ông cư sĩ không phải lối, tự dưng lấy con vợ hoa hậu đĩ chẳng ra đĩ, tử tế chẳng ra tử tế, mà phải mua nhà, mua cửa cung phụng nữa. Chuyện chứng khoán là việc của ông, tôi không biết, mặc xác ông. Còn ông không thu xếp trả số tiền đó cho chúng tôi, thì cứ đừng trách chúng tôi cạn tàu do mắng. Có một điều rằng, Chiêu đặt máy ghi âm trong xe để theo dõi Diệu Linh. Khi gọi người lái xe về đưa Chiêu đi, thì Chiêu quên không tắt máy. Chiều hôm ấy, Diệu Linh từ bệnh viện về nhà thì thấy Chiêu đang nằm trên đi băng. Thấy lạ, Diệu Linh hỏi, sao hôm nay anh không đi làm mà nằm ở nhà, anh ốm ư? Chiêu thở dài, không, anh không ốm, thế em đi vào thăm bạn thế nào? Diệu Linh nói, vâng, cây Hoa là cây toán trưởng của công ty bị viêm phổi cấp. Trước đây, do chữa trị bậy bạ nên bây giờ bị biến chứng, tình hình căng lắm. Bác sĩ nói là không qua được và bảo gia đình nên đưa về. Nhưng em gặp sư thầy Đàm Tuệ Minh ở trong đấy, thì sư thầy bảo với em là sẽ qua được. Nhật Chiêu nói, ôi, tin thế nào được mấy cái loại sư với mô ấy. Mà em biết không, bây giờ các nhà sư lợi dụng sự mê tín dị đoan của dân mình, họ kiếm tiền kinh khủng. Các sư bây giờ giàu lắm, ở Hà Nội khối sư đi xe lấy suất đấy. Diệu Linh nói, nhưng nhà sư Đàm Tuệ Minh này em mới gặp 1-2 lần, nhưng em thấy lạ lắm. Ngày xưa chị ấy đi thanh niên xung phong, bị nhiễm chất độc màu da cam. Mấy bạn chị ấy sinh con nhưng không nuôi được, nên chị ấy quyết định lấy vợ cho chồng rồi đi tu. Mà thầy còn nhìn ra được sự sống chết trong mỗi con người đấy. Nhật Chiêu cười khẩy, em cũng đã bắt đầu mê tín dị đoan rồi đấy. Diệu Linh bảo, hôm nay gặp ở trong bệnh viện, thầy nói ngay là em đang có mang và sẽ sinh con gái. Nói đến chuyện con cái, Chiêu im lặng. Diệu Linh gặng hỏi, có chuyện gì mà nét mặt anh nặng nề thế? Chẳng lẽ lại vẫn cứ ám ảnh cái chuyện không được đưa vào bầu chủ tịch quận hay sao? Nhật Chiêu nói, không phải chuyện đó, anh đang tính chuyện khác. Anh nghĩ có khi phải bán cái nhà trên kia. Diệu Linh hỏi, nhưng làm sao mà phải bán? Ừ thì cũng có nhiều việc. Nhưng mà thôi, chuyện của anh em đừng quan tâm làm gì. Nấu cái gì cho anh ăn để anh còn đi đây. Diệu Linh vừa bàng đi nấu ăn cho Nhật Chiêu, cô cắm nồi cơm, rán đậu, luộc rau. Nghe tiếng mỡ ở trong chảo sôi, Chiêu bảo, thôi thôi thôi, làm cho anh hai gói mì ăn liền. Diệu Linh lại vội vàng làm cho Chiêu hai gói mì ăn liền. Cô bê ra bàn, vừa đẩy bát mì xuống, Chiêu vội vàng cầm đũa rồi cắm đầu cắm cổ ăn. Nhưng chỉ được vài miếng thì bỏ lại và nói, miệng đắng quá, không ăn được. Thôi, anh đi đây. Vừa đi ra đến cửa thì Chiêu quay lại hỏi Linh,
Chiều em có đi đâu không? Diệu Linh nói, cũng có ạ. Chiều em định lại vào bệnh viện, em muốn nói chuyện với sư thầy. Chiêu hỏi, sao lại vào viện nói chuyện với sư thầy? Diệu Linh nói, em cũng muốn được chứng kiến cảnh thầy chăm sóc người bạn thanh niên xung phong của thầy. Thầy nói từ giờ đến chiều là người bạn của thầy đi thôi. Thầy bảo ở đấy để chăm sóc linh hồn của người ấy, để ra đi được thanh thản. Chiều nhăn mặt, ôi, vớ vẩn, em đang có bầu, tiếp xúc làm gì ở cái chốn bệnh viện ấy, thôi tránh ra xa đi. Chiều nay em lấy ô tô đi đến chùa Phúc Khánh làm lễ cho anh. Em làm cho anh một cái lễ dâng sao giải hạn. Diệu Linh nói, em tưởng lễ dâng sao giải hạn làm đầu năm rồi cơ mà. Chưa bảo, không, bây giờ làm thêm một lần nữa. Anh gọi điện cho sư thầy trụ trì rồi, họ sẽ ưu tiên làm cho mình. Chiêu lấy từ trong cặp ra một cọc tiền 500.000 và đưa cho Diệu Linh. Em mang đến để thầy làm lễ. Mày như lần này thầy bảo phải làm vào lúc nửa đêm ấy. Một lát sau, người lái xe bấm chuông gọi cửa. Cô ạ, chú bảo tôi ở đây chờ cô. Nếu cô muốn đi đâu thì tôi đưa cô đi. Tôi không mang xe về nhà nữa. Diệu Linh nói, vâng ạ, nghỉ trưa một lát rồi cháu đi lên chùa Phúc Khánh làm lễ cho anh ấy. Từ ngày biết trong xe có máy ghi âm, Linh không bao giờ nói chuyện gì với bác tài xế ở trong xe nữa. Cô cũng rất dự ý khi nghe điện thoại, trừ những cuộc điện thoại vô thưởng vô phạt. Bỗng, cô chợt nghĩ ra một điều. Cô bảo bác lái xe, em sẽ làm một việc này, nhưng bác có thể với em là bác sẽ không nói cho anh Chiêu không? Người lái xe già nhìn cô thông cảm. Cô yên tâm, tôi không làm gì hại đến cô đâu. Tôi biết tính của chú ấy như thế nào. Nói thật, tôi cũng thấy tội cho cô lắm. Diệu Linh nói, cháu sẽ kiểm tra cái máy ghi âm. Diệu Linh mở cửa xe và chui vào lấy ra một chiếc hộp gỗ đựng giấy ăn có hai đáy. Ở đáy dưới có khoan mấy lỗ, ở trên là giấy ăn. Bình thường chẳng ai nghĩ trong chiếc hộp ấy lại có máy ghi âm. Diệu Linh khẽ khàng mở và nhấc chiếc máy ghi âm trong hộp ra. Đó là một chiếc máy ghi âm khá hiện đại và có dung lượng lớn. Điều đặc biệt là chiếc máy ghi âm này được lập trình là chỉ hoạt động khi ô tô nổ máy hoặc có những âm thanh nào mạnh. Diệu Linh gỡ chiếc máy này, mang lên phòng, cô rút chiếc thẻ nhớ trong máy ghi âm ra và cắm vào máy tính. Trong đó có rất nhiều các file ghi âm, cứ mỗi một lần ghi là một file. Diệu Linh chọn file ghi âm mà cô áng chừng trong khoảng thời gian Nhật Chiêu đi gặp bạn lúc sáng. Cô copy file đó vào máy tính và mang chiếc máy ghi âm xuống, đặt lại vào chỗ cũ. Người lái xe hiểu ra. Cô à, tôi nói với cô điều này để cô coi chừng. Chú ấy đang nợ nần nhiều lắm. Lúc nãy ngồi trên xe, tôi thấy chú ấy nói chuyện điện thoại liên tục, mà như còn có bọn nào đang đe dọa chú ấy. Diệu Linh quay vào nhà, mở đoạn băng ghi âm ra nghe. Nghe đến đâu, người cô run lên đến đấy. Cô nhìn quanh căn nhà và cảm giác đầy tội phạm. Chiều hôm đó, Diệu Linh về với bố. Ông Tường vui vẻ nói với cô. Thằng Quân đã nói gì với con chưa? Dạ, chưa bố ạ. Diệu Linh nói, cái thằng này, bố đã bảo nó là báo với con để cho con mừng rồi mà. Thế này, thứ bảy này nó được về đấy, con đi đón em nhé. Ôi thế ạ, bố ạ, có chuyện này con muốn hỏi bố. Có chuyện gì thế con? Con có bầu rồi. Ông Tưởng vỗ tay, tốt quá, được mấy tháng rồi thế con? Mới được hơn một tháng ạ. Ông Tưởng vui vẻ, tốt quá, thế thì phải nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé. Con phải tự lo cho mình. Bố thấy thằng Chiêu là phó chủ tịch quận, nó bận trăm công nghìn việc. Con đừng quấy rầy đó. Không, con có quấy rầy đâu. Con định khi nào em Quân về, con sẽ về đây ở với em một thời gian. Ông Tường nhăn mặt. Cũng được con ạ. Thế cũng tốt. Nhưng mà con làm sao mà rời được thằng Chiêu? Mà hay gì cái thứ con gái hơn một tí là tót về nhà bố mẹ đẻ. Làm như thế rồi người ta nghĩ không đúng. Nếu con về với bố mẹ chồng thì bố đồng ý ngay. Chứ về với bố thì làm sao được. Bố vẫn đang tự lo được cho mình. Con về ở như thế này, thằng Chiêu lại nghĩ thế này thế khác. Diệu Linh bật cười. Sao bố vẫn còn những ý nghĩ cổ hủ thế? Người ta bảo đồ ngoại bao giờ chẳng tốt hơn đồ nội. Ông Tường cười. Con chỉ nói bậy, nhớ nha. Ở nhà chồng là không được nói cái thứ ngôn ngữ đâu. Diệu Linh im bặt khi nhắc đến nhà chồng. Cô không dám nói gì thêm. Cô khẽ thở dài và quay mặt đi. Diệu Linh đến nói chuyện với Mộc Miên. Lúc này ở công ty, mọi hoạt động đều do Chu điều hành. Diệu Linh đến công ty thì đã gặp cả Chu và Mộc Miên. Chu hỏi. Thế nào? Hôm nay em đi thế này liệu có bị ông ấy giám sát không đấy? Diệu Linh cười. Cũng không đến nỗi như thế. Mộc Miên nói. Gớm, sao lại có cái thứ đàn ông ghen tuông đến thế? Diệu Linh bảo Mộc Miên. Chị ra đây, em nói chuyện này với chị. Khi chỉ có hai người, Diệu Linh gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Mộc Miên rót cho cô một cốc nước rồi an ủi. Thôi nào em, là có chuyện gì buồn phải không? Nào, nói cho chị biết đi. Diệu Linh nói. Chị ạ, sao số em khổ thế này?
cứ tưởng lấy được chồng là quan chức nhà nước, nhưng ai ngờ lại cũng giống như một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Mộc Miên há hốc miệng. Trời ạ, lại có chuyện gì thế này? Em kể cho chị nghe đi. Diệu Linh kể hết câu chuyện rồi nói. Chị biết không, đến khi nghe được cái đoạn băng ghi âm ông ấy nói chuyện với thằng nào ấy, thì em mới thấy hình như ông ấy tham gia một băng nhóm xã hội đen nào đó. Khiếp quá. Mộc Miên nói. Thôi em ạ, như thế này thì phải tính kế thoát thân ngay. Diệu Linh nói. Em cũng muốn thoát lắm. Lúc này em đã định xin bố em cho em về nhà ở, nhưng em sợ bố em mắng. Trong suy nghĩ của bố em thì lão ấy là một người mẫu mực. Em có nói gì bây giờ thì bố em cũng không tin. Rồi lại nghĩ rằng em thế này thế khác để kiếm cớ bỏ chồng. Khổ thật. Đến bố mình bây giờ cũng không tin mình nữa. Mộc Miên nói quyết đoán. Được rồi. Để chị nhờ ông xã chị kiểm tra xem tình hình thực tế là như thế nào. Có gì chị sẽ nói với em. Còn bây giờ phải tính đường thoát khỏi cái nhà ấy. Chị tính thế này. Chị sẽ tìm thuê cho em một căn nhà. Nhưng em phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để cho lão ấy biết. Mà nếu cần là em đi luôn. Tiền thuê nhà sẽ lấy từ công ty, em không phải ngại việc đấy. Mộc Miên gọi Chu vào và nói như ra lệnh. Anh Chu ạ, tình hình sắp tới gia đình Diệu Linh sẽ có nhiều biến động. Anh giúp em thuê cho cô ấy một căn hộ nhỏ nhưng thật kín đáo, để cô ấy yên tâm sinh nở. Chỉ khoảng 30 mét vuông là được rồi. Là người tinh ý, Chu hiểu ngay chuyện. Chu nói, yên tâm, về đấy cứ để tôi lo, chuyện đơn giản. Sáng hôm sau, Nhật Chiêu dậy từ sớm và gọi điện thoại cho người lái xe. Bác mang xe đến đây ngay cho tôi. Thật ra lúc này anh ta mới sực nhớ hôm qua anh ta nói chuyện trong xe và toàn bộ cuộc nói chuyện đã được ghi âm. Thấy thái độ của chồng như vậy, Diệu Linh hiểu ngay. Cô nói, có việc gì mà sáng sớm anh đã gọi bác ấy mang xe đến thế? Nhật Chiêu nói, à không, anh có mấy việc muốn dặn bác ấy. Hôm nay em có định đi chơi đâu không? Dạ không, hôm nay em ở nhà thôi. Chiêu có vẻ hài lòng. Chiều nay anh có việc cần dùng đến xe. Người lái xe đưa Chiêu đi được một đoạn thì Chiêu nói, thôi, bác đi taxi về đi. Người lái xe ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Chiêu nói, bác đi taxi về nhé, em sẽ tự đi. Rồi Chiêu nói tiếp, rồi rồi, bác cứ dừng ở đây. Bác lái xe dừng xe, Chiêu mở cửa cho bác xuống rồi tự mình lái xe đi. Vừa lúc ấy Chiêu có điện thoại, đầu dây bên kia nói giọng kẻ cả. Thế nào, ông Chiêu, chuyện xe cộ thế nào rồi? Tôi biết con xe của ông, nhưng bây giờ tôi mua cho ông bằng giá mới nhé. Thôi mang xe đến đây nhanh lên. Chiêu lái xe đến một quán cà phê, ở đó đã có hai người ngồi chờ. Lúc này trông Chiêu không có dáng vẻ gì của một ông phó chủ tịch quận. Một người chìa bàn tay ra, Chiêu đặt khóa xe vào tay hắn. Có phải làm giấy tờ gì không? Người đó nhìn Chiêu chừng chừng. Không cần, khi nào chúng tôi bán xe thì ông ký giấy cho tôi. Người đó ra lệnh cho một cậu trẻ hơn ngồi cạnh. Mày lái xe đưa anh ấy về trụ sở. Chiều hôm ấy, người lái xe già đến gặp Diệu Linh. Chào cô, từ nay tôi không quản lái xe cho cô nữa. Diệu Linh ngạc nhiên hỏi, sao thế ạ, có chuyện gì thế chú? Người lái xe nói giọng buồn rầu, hình như chú ấy bán chiếc xe ấy cho ai hoặc làm gì đó ấy, tôi không biết, chỉ biết là không có xe thôi. Nhưng cô cũng đừng nói gì với chú ấy nhé, cô cũng phải cẩn thận đấy, không khéo cái nhà này cũng có người khác đến làm chủ thôi. Cô cũng phải tính cho mình đi, tôi sợ tình hình này không được bền đâu. Diệu Linh thẫn thờ. Vâng, cháu hiểu. Nhưng mà thôi bác ạ, cháu đến nhà này với mấy bộ quần áo, bây giờ cháu đi thì cũng chỉ mấy bộ quần áo thôi. Người lái xe nói với Diệu Linh. Không được, cô đừng có dại. Căn nhà này là mua sau khi cô chú cưới nhau đúng không? Dạ vâng ạ, cưới nhau được hơn chục ngày thì mua căn nhà này ạ. Người lái xe nói tiếp. Căn nhà này là tài sản có được sau hôn nhân. Nó phải là tài sản chung của hai vợ chồng và sẽ được chia đôi, bất luận là tiền của chú hay là của cô. Diệu Linh cười. Bác ơi, chúng cháu lấy nhau có kịp đi đăng ký kết hôn đâu. Người lái xe nói. Cái đấy thì cô phải hỏi luật sư. Tôi thì tôi chỉ biết thế này. Kể cả cô chú chưa đăng ký kết hôn, nhưng bây giờ cô đưa ra tòa, thì tòa sẽ bảo vệ cô và họ sẽ công nhận là hôn nhân thực tế. Cô và chú ấy lấy nhau, mặc dù chưa đăng ký kết hôn, nhưng có thể nói là có nhiều lý do như thủ tục giấy tờ. Nhưng quan trọng là có đám cưới, có gia đình, cơ quan chứng kiến. Có bao nhiêu người ở quận này dự đám cưới và sẽ chứng minh cho cô. Chú Chiêu phải chia cho cô ít nhất là một nửa ngôi nhà này. Bây giờ cô còn đang bụng mang dạ chửa thế này nữa. Cô đừng ngại chuyện ấy. Pháp luật sẽ đứng về phía phụ nữ, sẽ bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ các cô. Diệu Linh cười nhăn nhó. Thôi chú ạ, cháu thì không thể thế được. Thôi thì lúc đến cháu có gì, thì bây giờ cháu lại mang cái đấy đi. Cháu không đi tranh cãi làm gì. Ra tòa thì ê mặt lắm. Người lái xe vẫn cương quyết. Cô không cần ra tòa, cô có thể ủy quyền cho luật sư của cô. Chiều hôm ấy khi Chiêu về, Diệu Linh hỏi,
Thế anh không đi xe nữa à? Chiêu nói giáo hoành. Anh cho thằng bạn mượn xe mấy hôm rồi. Em đi đâu thì cứ gọi taxi. Em mới mang bầu thì tháng đầu phải giữ gìn. Diệu Linh nói kháy. Anh không phải lo. Mà anh cũng có bảo là cái thai trong bụng này là của anh đâu. Anh bảo đẻ xong thì phải giám định ADN thì mới công nhận cơ mà. Chiêu lạ người đi. Kể ra thì để yên tâm, sòng phẳng là nên như thế. Diệu Linh nói dứt khoát. Anh Chiêu ạ, anh cũng làm em bất ngờ nhiều đấy. Nhưng thôi, anh cứ yên tâm đi. Đứa con trong bụng này sẽ không có bố. Chiêu nói, em nói không có bố là sao? Diệu Linh nói cứng rắn. Em nói thẳng cho anh biết nhé. Với cái cung cách cư xử của anh, thì em thấy anh không xứng đáng làm bố của đứa trẻ này. Anh cứ yên tâm là không phải lo giám định gen gì cả. Trong giấy khai sinh, em sẽ ghi là không có bố. Nhật Chiêu tưởng Diệu Linh dọa. Em ra tối hậu thư cho anh đi à? Tùy em thôi. Tối hôm ấy, Diệu Linh mang chăn gối ra ngoài phòng ngoài ngủ. Nhật Chiêu cũng mặc kệ, không đả động gì. Sáng hôm sau, Diệu Linh đang ở nhà thì có điện thoại của Mộc Miên. Diệu Linh à, em đang ở đâu? Em đang ở nhà. Bây giờ em ra quán cà phê ở đầu phố. Em đi bộ ra đấy nhé. Chỉ có chuyện này gấp, cần nói chuyện với em. Diệu Linh đi bộ ra quán cà phê cách nhà chỉ mấy chục mét. Chủ quán thấy Diệu Linh thì đon đả. Ôi, xin chào Hoa hậu. Từ ngày về làm dâu ở phố này mà đến bây giờ mới đến quán chúng em một lần. Diệu Linh nói. Thật ra thì em có biết uống cà phê đâu. Chủ quán nói. Em biết. Nhưng người đẹp như chị là ăn uống kiêng khem lắm đấy. Có mấy cô người mẫu hoa hậu đến đây chỉ dám uống nước trắng, nước hoa quả thôi. Mà thậm chí nước quả còn không dám cho tí đường nào vào. Diệu Linh nói. Cho chị một ly nước trắng. Chủ quán bật cười. Em phải cho chị một ly nước cam không đường nhé. Một lát sau, Mộc Miên phóng xe máy đến. Mộc Miên nói. Linh à, hôm qua chị hỏi ông xã nhà chị rồi. Tình hình của Chiêu rất là căng đấy. Diệu Linh nói. Căng như thế nào hả chị? Chuyện làm ăn à? Chị nói nhưng em phải tuyệt đối kín mồm kín miệng nhé. Không là chị chết đấy. Em biết đấy, bên công an họ ghê lắm. Chị cứ nói đi. Chẳng lẽ em lại làm hại chị hay sao? Mộc Miên nói. Ông xã nhà chị hỏi rồi. Hóa ra là Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an đang lập chuyên án điều tra hành vi nhận hối lộ và cố ý làm trái của Chiêu. Nghe nói căng lắm, vì có nhiều đơn thư tố cáo ông ấy là ăn tiền của doanh nghiệp, cố ý làm trái pháp luật. Khả năng là chỉ nay mai sẽ khởi tố đấy. Thôi, em ạ, phải chuồn ngay thôi. Diệu Linh thở dài. Chị bảo bây giờ chuồn thế nào? Sao mà số kiếp em nhục thế? Chết quách đi cho rồi. Mộc Miên nhìn Diệu Linh. Hay nhỉ? Em làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ, nhưng phải nhớ rằng trong bụng em còn có đứa con nữa đấy. Chớ có nghĩ bậy bạ. Có gì khó khăn cứ nói cho chị biết. Em ngại nhất bây giờ thì có điều gì xảy ra thì không biết bố em sẽ như thế nào. Mộc Miên nói quả quyết. Yên tâm đi, cần phải nói với bố như thế nào thì để chị nói cho. Diệu Đình nói. Thế theo chồng chị nói thì tội của anh Chiêu có nặng không? Chị cũng không biết nữa. Ông này cũng kín miệng lắm. Ông ấy nói đến thế là ghê rồi. Theo chị nghĩ vụ này không đơn giản đâu. Nếu như bình thường thì họ sẽ có cơ quan thanh tra đến kiểm tra hoặc cơ quan kiểm tra của đảng. Nếu họ thấy có chứng cứ vi phạm pháp luật thì mới giao cho công an điều tra. Còn đùng một cái cơ quan công an vào cuộc thì chuyện nghiêm trọng đấy. Sáng thứ bảy, Diệu Linh nói với chồng. Anh à, hôm nay em đi đón cậu Quân. Chiêu nhìn Diệu Linh trừng trừng. Đón thằng Quân à? Sao bảo nó bị ở tù mười mấy năm cơ mà? Sao mới có mấy năm mà đã được về? Em chạy giỏi thật đấy. Diệu Linh khó chịu. Anh có thể bỏ cái kiểu ăn no ấy đi có được không? Chiêu nói giọng khó chịu. Bắt đầu biết cãi chồng rồi đây. Em không cãi anh, nhưng em đề nghị anh nói năng cho nghiêm túc. Cậu ấy là em trai em. Em đi đón em về thì làm sao mà anh phải nói mỉa mai. Ít nhất anh cũng phải biết tôn trọng em chứ. Chiêu cười khẩy. Tôn trọng em? Tất nhiên là từ xưa đến nay anh vẫn tôn trọng em. Nhưng tất nhiên anh tôn trọng em thì cũng tôn trọng đúng mức. Cái gì đáng tôn trọng thì anh tôn trọng. Còn không thì hôm nay anh nói cho em biết. Có đơn người ta gửi đến cơ quan kiểm tra thành ủy tố cáo đây này. Diệu Linh nói. Đơn gì? Chiêu nói. À, đơn là cô có quan hệ trên mức tình cảm với ông bí thư quận ủy, ông Quốc ấy. Diệu Linh nghiến răng. Nếu như có cái thứ đơn ấy, thì người làm đơn không ai khác chính là anh. Nhật Chiêu trợn mắt. Cái gì? Cô nói là tôi làm đơn? Diệu Linh cười khẩy. Khi anh nói với tôi là tỏ ý nghi ngờ tôi và anh Quốc thì tôi đã biết anh sẽ giở trò gì ra. Anh cay cú với anh Quốc vì chuyện anh Quốc không giới thiệu anh vào vị trí chủ tịch quận. Bây giờ anh muốn dựng chuyện này lên để bôi nhọ anh Quốc đúng không? Nhật Chiêu quát. Cô im mồm đi. Sao cô lại gấp lừa bỏ tay người thế? Diệu Linh lúc này bắt đầu nổi nóng. Tôi nói cho anh biết. Nếu như đúng là có đơn đấy, thì bất luận là kẻ nào cũng là kẻ hèn hạ. Tôi sẽ đề nghị cơ quan công an làm cho ra lẽ rằng ai làm đơn này. Đơn này thì giải quyết được gì? Ví dụ như tôi có quan hệ với anh Quốc thì có bắt được trai trên gái dưới không? Mà đòi kiểm điểm, đòi xử phạt. Được rồi. Hôm nay tôi sẽ lên quận hỏi xem có cái đơn ấy không.
Chiêu nói, tôi cấm cô đấy. Việc đấy là việc của lãnh đạo, không phải việc của cô. Tôi nói cho cô biết, ở cái nhà này tôi là chủ, cô là vợ tôi. Tôi nói gì là cô phải nghe. Ở đâu ra cái lối chồng nói một câu, vợ cãi một câu? Diệu Linh nói, anh Chiêu ạ, đời tôi đúng là có nhiều cái sai lầm. Những người trước đã lừa tôi như thế nào, bây giờ anh lại một lần nữa lừa tôi. Tôi tưởng rằng anh là phó chủ tịch một quận thì anh phải có cách cư xử đàng hoàng, anh phải là quan của dân chứ. Không ngờ anh lại làm tôi thất vọng hoàn toàn. Nhật Chiêu nổi khùng lên, tôi cấm cô không được nói điều ấy. Tôi cũng nói cho cô biết, cô đừng tưởng tôi không biết gì về cô. Cô lấy tôi cũng chẳng qua là cô mê cái danh, cô lấy được một ông phó chủ tịch quận. Cô thấy tôi giàu có nên cô bám với tôi. Đến khi tôi thấy cô đến nhà ông Quốc, thấy cách cô nhìn ông Quốc thì tôi biết cô là người như thế nào. Nhật Chiêu đập bàn quát, tốt nhất là cô nên bước ra khỏi cái nhà này ngay. Diệu Linh nói, được thôi, anh không cần phải đuổi, tôi cũng sẽ đi khỏi căn nhà này. Anh ngồi đây, chờ tôi thu xếp đồ đạc. Diệu Linh gọi điện cho Mộc Miên. Chị ơi, chị nói mấy nhân viên ở công ty đến đây giúp em mấy việc nhé. Mộc Miên hỏi, có việc gì thế em? Diệu Linh nói, chị bảo mấy chị em đến đây giúp em dọn đồ, em đi khỏi cái nhà này. Chiêu không ngờ Diệu Linh phản ứng quyết liệt như vậy. Chiêu cười nhạt, thôi được rồi, đã thế tôi với cô ngồi làm việc luôn. Nào, thế bây giờ cô đi khỏi nhà này thì cô có yêu cầu gì không? Nghĩ đến lời của người lái xe rằng không buông tha anh ta, Diệu Linh nói, thế này nhé, ngay bây giờ tôi sẽ đi khỏi đây, còn việc ly hôn thì chúng ta sẽ ra tòa cho minh bạch. Chiêu nói, cô hay nhỉ, ra tòa ư? Tôi với cô có đăng ký kết hôn đâu mà phải ra tòa. Thôi, bây giờ thế này, tôi cho mẹ con cô 100 triệu. Diệu Linh nói, tôi không cần anh bố thí cho tôi 100 triệu. Tôi sẽ nói trước tòa là anh nói đứa con này không phải là của anh. Khi nào đẻ xong, giám định gen mà đúng là con của anh, thì anh phải có trách nhiệm với nó. Chiêu cười khẩy. À thế à? Hôm trước cô nói rằng đứa con này của cô không có bố đấy. Thế mà bây giờ vẫn cần đến tôi làm bố nó cơ. Diệu Linh nói, không, mọi thứ cần sòng phẳng minh bạch. Anh ngồi đây, cho bạn tôi đến. Bạn tôi sẽ mang giúp tôi đồ đạc. Tôi bụng mang dạ trở thế này mà bê đồ thì không được. Chiêu ngồi im, không nói gì. Một lát sau, Chiêu mới nói, thôi em ạ, anh xin lỗi, anh nóng quá. Mà em còn nóng hơn cả anh nữa. Thôi, đừng dọn đi vội, hãy cứ ở đây đã, đừng làm ầm ĩ lên. Chuyện vợ chồng chúng mình nếu không bền được thì cũng giải quyết cho êm thấm, đừng làm gì ầm ĩ thiên hạ cười cho. Diệu Linh nói, thế hóa ra là anh cũng sợ thiên hạ cười à? Tôi tưởng dây thần kinh xấu hổ của anh nó đứt từ lâu rồi. Chiêu nói dứt quát, thôi, không dọn gì cả, cứ ở đây đã. Anh phải đến cơ quan bây giờ, mình sẽ nói chuyện sau. Diệu Linh không nói gì nữa, cô nhìn theo chồng đi ra khỏi nhà với ánh mắt căm thù. Một lúc sau, ba cô nhân viên của công ty đến giúp Linh dọn đồ. Cô nói, mấy em dọn giúp chị nhé, cũng chẳng có gì đâu, chỉ có ít quần áo với ít sách thôi. Mấy cô dọn đồ đạc của Diệu Linh vào thùng các tông. Khi họ đang dọn đồ thì Chu đến. Chu gọi Diệu Linh ra ngoài và nói, anh thuê được nhà cho em rồi, vừa thuê xong. Diệu Linh hỏi, làm sao mà nhanh thế? Chu nói, à, anh tìm được nhà một chị bạn. Chị ấy đi vào Sài Gòn với chồng, trước mắt chị ấy không lấy tiền nhà từ giờ đến cuối năm. Chị ấy cần người trông nhà cho khỏi hỏng nhà ấy mà. Diệu Linh hỏi, nhà ở đâu anh? Chu nói, nhà Xuân Đình, ở trong làng, cũng kín đáo. Diệu Linh thở hắt ra nhẹ nhõm, thế thì tốt quá. Chiều vừa đến cơ quan thì chủ tịch quận mời lên gặp. Chiêu vào trong phòng thì đã thấy có chủ tịch quận và hai cán bộ của ủy ban kiểm tra quận ủy. Chủ tịch quận nói, anh Chiêu ạ, bây giờ có việc như thế này. Lãnh đạo thành ủy giao ủy ban kiểm tra quận ủy chúng ta và phải làm gấp việc này. Vừa rồi có đơn thư nặc danh về việc vợ anh là cô Diệu Linh có quan hệ với anh Quốc, xuất phát từ việc anh Quốc và vợ anh ấy mời cô Diệu Linh đến dạy đàn cho con gái, rồi giữa hai người nảy sinh tình cảm. Chúng tôi muốn mời hai người đến để làm rõ. Chiêu đóng kịch rất giỏi, nét mặt anh ta buồn rầu. Thôi canh ạ, theo tôi nghĩ thì việc này canh đừng làm ầm ĩ lên. Nếu như nhà tôi có quan hệ gì đó với anh Quốc mà nói theo ngôn từ kiểu mới là trên mức tình cảm thì phải làm thế nào cho nó êm đi, bới ra thì có hay ho gì đâu. Ông chủ tịch quận nói, không được, đây là lệnh của cấp trên, đã có đơn thư tố cáo thì phải làm rõ, làm được đến đâu thì làm, không thể ìm đi được, mà chính anh Quốc cũng yêu cầu phải làm rõ việc này. Hôm nay anh ấy đã có đơn gửi cơ quan công an đề nghị bằng các biện pháp nghiệp vụ phải tìm cho ra kẻ nào viết đơn bôi nhọ anh ấy. Chiêu nói, nói thật với các anh, biết nói thế nào nhỉ, tôi không muốn nói những chuyện của vợ tôi ra, vì có nói ra thì cũng chẳng hay ho gì. Vợ chồng tôi dạo này cơm không lành canh chẳng ngọt, cũng vì cái chuyện ấy. Nói thật là tôi cũng linh cảm thấy điều ấy, nhưng chứng cứ thì không có,
Chỉ có điều là hễ tôi nói gì mà động đến anh Quốc là lập tức cô ấy bật lò xo ngay. Thậm chí nếu cô nhắc đến tên anh ấy, hoặc trên TV mà có hình ảnh của anh Quốc là mắt cô ấy cứ sáng rực lên. Mà anh bảo dạy đàn cho con bé. Nó đã học cơ bản rồi thì tốn mấy thời gian đâu, chỉ là đến bổ túc thêm cho cháu ấy. Tôi thì tôi nghĩ là để cô ấy đến dạy đàn thêm cho con bé thì cô ấy vui, cũng là để tạo thêm mối quan hệ tốt với anh Quốc. Nhưng mà ai ngờ lại ra như thế này. Một anh cán bộ kiểm tra nói. Anh nói thế tức là anh cũng nghĩ vợ anh có mối quan hệ trên mức tình cảm với anh Quốc chứ gì? Chiêu nín lặng hồi lâu rồi nói. Tôi linh cảm tới điều ấy thôi, chứ cũng chẳng có chứng cứ gì rõ ràng. Mà thôi, các anh cố gắng làm thế nào cho êm vụ này đi. Vừa lúc ấy lại có thêm trưởng công an quận vào phòng họp, thấy cả Chiêu ngồi đó. Anh trưởng công an quận nói. À đây, có cả anh Chiêu ở đây thì tôi xin báo cáo các anh luôn. Công an thành phố vừa giao cho chúng tôi bằng mọi biện pháp phải tìm cho ra ai là người gửi thư nặc danh tố cáo anh Quốc và vợ anh Chiêu có quan hệ trên mức tình cảm. Một cán bộ trong ủy ban kiểm tra nói. Nếu dùng các biện pháp nghiệp vụ thì tìm thế nào được nhỉ? Họ dùng máy tính đánh máy đơn, đơn lại không có chữ ký thì tìm làm sao được nhỉ? Trưởng công an quận cười bí hiểm. Báo cáo các anh, nếu cứ nói như các anh thì làm sao công an bắt được gián điệp? Làm sao phá được các mạng lưới phản động? Chúng tôi có nhiều biện pháp nghiệp vụ lắm. Với chúng tôi thì truy tìm nguồn gốc đơn thư nặc danh này không khó. Tôi đã đọc kỹ lá đơn đấy rồi. Tôi thấy người viết lá đơn này trước đây cũng đã từng viết đơn tố cáo một đồng chí phó chủ tịch quận. Văn phong, cách sử dụng ngôn từ rất giống. Mà cách sử dụng văn phong ấy thì cũng giống như một trong số văn bản báo cáo của người ấy vẫn còn lưu giữ ở quận mà chúng tôi đã nắm được. Chủ tịch quận cười. Nói như thế thì có nghĩa là có khi các cậu cũng đã nắm được tên tuổi người ấy rồi đấy. Trưởng công an quận nói tự tin. Báo cáo anh, 100% thì cũng chưa chắc. Nhưng em có thể khẳng định cũng phải đến 99% là chúng em đã biết người ấy là ai. Tuy nhiên chúng em cũng tạo cho anh ta một lối thoát. Đó là để cho anh ấy tự nhận. Còn nếu không, chúng em sẽ khởi tố và bắt vì tội vu cáo, làm nhục người khác. Anh trưởng công an quận nói với vẻ dửng dưng như không. Thế nhưng trong khi nói, anh ta vẫn để ý theo dõi sự thay đổi trên nét mặt của Chiêu. Quả nhiên nét mặt Chiêu đang từ bình thường bỗng chuyển sang tái nhợt. Nhìn sắc mặt của Chiêu, anh trưởng công an quận nói. Ôi Chiêu! Anh Chiêu bị hạ đường huyết à? Sao trông sắc mặt anh lạ thế kia? Chiêu ấp úng. Vâng, đợt này tôi bị tiểu đường nên ăn uống kiêng khem nhiều, hay hạ đường huyết. Sáng nay ăn sáng cũng chẳng ra gì. Ông chủ tịch quận vội vàng lấy một cốc nước trắng đổ vào đó mấy thìa mật ong và nói. Cậu uống đi, hạ đường huyết mà uống mật ong là tốt lắm đấy. Chủ tịch quận nói chuyện với anh trưởng công an quận. Chúng tôi cũng vừa nói chuyện anh Chiêu, thì anh ấy cho biết là cũng cảm thấy nghi ngờ thái độ của vợ anh ấy với anh Quốc, nhưng mà không có chứng cứ. Anh ấy cũng đề nghị là không nên làm gì to chuyện. Nói gì thì nói chứ vợ phó chủ tịch quận mà lại quan hệ bất chính với bí thư quận ủy thì xem ra là mặt mò hết với nhau. Anh trưởng công an quận nói. Vâng, đúng là như thế anh ạ. Nhưng mà vẫn phải làm cho ra lẽ chuyện này. Quận chúng ta gần đây xảy ra hơi nhiều chuyện đơn thư tố cáo nặc danh. Tất nhiên là cũng có cả những đơn thư tố cáo có ký và ghi rõ họ tên. Chuyện ấy thì khác. Nhân có anh Chiêu ở đây, tôi cũng nói luôn cho anh biết là có nhiều đơn thư tố cáo đích danh anh Chiêu lên bộ công an đấy. Anh chuẩn bị mà đi giải trình với cấp trên. Chiêu cởi như mếu. Vâng, khi nào canh bắt tôi giải trình việc gì thì tôi giải trình. Cây ngay không sợ chết đứng. Trưởng công an quận nói. Đúng rồi, cây ngay không sợ chết đứng. Thôi, em có báo cáo với canh như thế. Còn bây giờ em xin phép canh, em về để cho anh em nó làm báo cáo về vụ đơn thư nặc danh. Đầu giờ chiều em sẽ sang trình các anh. Em mong rằng thường vụ ủng hộ chúng em, để khi nào chúng em cung cấp danh tính, tên tuổi người ấy với chứng cứ đầy đủ, chúng em sẽ xin lệnh khởi tố. Lúc ấy các anh cũng đừng lại năn nỉ. Quận mình là hay có cái lối bao che, bênh vực nhau, dĩ hòa vi quý. Lại cứ nói là giữ gìn sự ổn định để phát triển. Ở thì đúng là giữ gìn sự ổn định để phát triển là tốt. Nhưng mà ổn định thế nào chứ? Chứ bây giờ cứ kẻ xấu viết đơn thư nặc danh tố cáo, linh tinh. Thì nội bộ lục đục, nghi ngờ lẫn nhau thì còn ra cái gì nữa. Khi nào chúng em mang văn bản lên trình, thì xin thường vụ các anh ủng hộ cho việc khởi tố và bắt ngay người viết thư nặc danh. Chủ tịch quận nói. Đồng ý. Tôi cũng điên tiết chuyện này lắm rồi. Nói xong anh trưởng công an quận về. Chiêu hỏi. Các anh còn có chuyện gì hỏi tôi nữa không? Chủ tịch quận nói. Thôi được rồi. Cụ thể thì ủy ban kiểm tra sẽ xuống nói chuyện với anh. Nhưng tôi đề nghị là cuộc trao đổi hôm nay anh không nên tâm sự với người khác. Nói gì thì nói cũng phải giữ uy tín cho cô Linh. Tôi nghe nói là cô ấy có bầu rồi. Dù gì thì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Nhật Chiêu nói. Dạ vâng. Cảm ơn canh. Chiêu về rồi. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Chủ tịch quận hỏi luôn. Các anh có thấy anh Chiêu có thái độ gì lạ không? Một người nói. Từ lúc nghe anh trưởng công an quận nói như vậy, sắc mặt anh ấy thay đổi hẳn. Chủ tịch quận cười.
sẽ có màn kịch hay đây. Chỉ từ giờ đến chiều là biết thôi. Một người trong ủy ban kiểm tra nói, vâng, tôi cũng linh cảm tới điều ấy. Nhưng mà cũng báo cáo với anh rằng, trường hợp của anh Chiêu cũng phải tính sớm về khâu tổ chức đấy. Tôi sợ rằng cơ quan công an trên bộ sẽ khởi tố này mai thôi. Tôi nghe nói cậu này tiêu tiền ghê lắm. Tiền kiếm được từ các dự án bao nhiêu là nướng hết vào cờ bạc gái gú, chứng khoán với buôn bán bất động sản. Nghe nói là còn cầm tiền của bọn giang hồ buôn bán đất cát ở đâu lên đến mấy chục tỷ. Chủ tịch quận nói, quả thực trong chuyện này mình cũng có lỗi. Mấy năm nay mình tin nó quá, giao cho nó quyền, nhưng mình quả thật công tác kiểm tra kiểm soát quá kém. Nhật Chiêu về phòng làm việc ngồi thử ra. Những lời nói của trưởng công an quận cứ ám ảnh Chiêu. Chiêu nghĩ, cứ theo cách lão ta nói thế thì chắc là chúng nó tìm ra được mình rồi. Ngày trước cái đơn gửi tố cáo Tảng Huy cũng là mình làm, bây giờ nó chập hai đơn lại, sẽ thấy là một người biết. Có lẽ là một số báo cáo mình viết có ngôn ngữ giống như thế. Rồi Chiêu lại tự an ủi mình. Nhưng làm sao giờ vào chuyện ngôn từ giống nhau để buộc tội được? Chắc là có chuyện gì đó. Chiêu vừa nghĩ đến đấy thì anh Tránh văn phòng đi vào và nói. Báo cáo anh, có lệnh của chủ tịch quận là để phục vụ công tác điều tra của công an. Sẽ niêm phong ngay bây giờ tất cả các máy tính ở trong ủy ban nhân dân quận. Cơ quan công an sẽ kiểm tra ổ cứng và tìm xem ai là người viết đơn tố cáo bí thư quận ủy. Chiêu hoảng hốt, niêm phong cả máy của tôi à? Tránh văn phòng nói, không chỉ riêng máy của anh mà tất cả các máy ở đây. Bên ngoài có tiếng của các nhân viên đi niêm phong máy nói với nhau. Niêm phong xong chưa? Rồi có tiếng trả lời, xong hết rồi. Rồi, bây giờ sang niêm phong máy của phòng chủ tịch quận đi. Anh Tránh văn phòng nói với Chiêu. Đấy, bây giờ là cứ phải niêm phong máy của anh chủ tịch trước. Chiêu nói, thôi, mọi người vào niêm phong máy đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của Hồng Nhan Đa Truân. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 19.